Hello, xin chào các anh em. Hiện nay thì mình đang thưởng thức cốc trà. Rất là cảm ơn anh chủ nhá. Đây là cái quán mà mình rất hay ra uống và tất nhiên rồi, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về trà. Và mình sẽ gợi ý cho anh em một số mùi hương mà các anh em có thể tham khảo để mà nếu như ai, một trong số các anh em đang muốn tìm hiểu là cái mùi hương trà nó như thế nào, nó ra làm sao, thì trong video của mình ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho anh em một số chai. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói một chút về nguyên liệu này. Đây là một cái nguyên liệu khá là thú vị bởi vì là nó không hề có chiết xuất tinh dầu, mà để ra cái mùi trà nó là một cái liên quan đến một thuật ngữ, đó là accord. Có nghĩa là nó là kết hợp từ 2 đến 3 nốt nguyên liệu để tạo nên cái mùi hương trà. Thì thông thường ở đây mình chỉ nói nhanh gọn cho các anh em thôi, bởi vì chúng ta không phải là perfumer, chúng ta không cần phải biết quá nhiều về cái pha chế mùi. Thì đối với những cái mùi trà xanh chẳng hạn, hay còn gọi là green tea, thì ở đây thông thường thì người ta sẽ sử dụng cái hedion kết hợp cùng với jasmine. Đó là một trong những cái accord chủ gọi là khá là phổ biến để tạo nên cái nốt mùi green tea, hoặc là black tea hay gọi là mùi trà đen, một cái mùi có thể gọi là khi mà mới xịt chúng ta cảm giác nó khá là mỏng, thế nhưng mà càng lúc nó càng đậm, nó càng dày và bám mùi rất là lâu. Thì ở đây thông thường là người ta sử dụng cái gỗ đó, gỗ mình không nhớ chính xác nhưng mà có gỗ này và một cái liên quan đến bạch dương, một cái tinh chất từ cái cây bạch dương người ta kết hợp để tạo lên cái nốt mùi của trà đen hay gọi là black tea. Đấy là một số những thông tin mình chia sẻ nhanh gọn đến các anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ gọi là giới thiệu đến cho mọi người một số chai nước hoa có sử dụng nốt trà mà anh em có thể tham khảo để mà tìm hiểu cái mùi hương này nó như thế nào. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Bulgari và nó có tên là Bulgari Pure Home. Mình không biết là các anh em có nhìn được không, thì sau mình sẽ chèn một cái ảnh ở bên cạnh. Đây là một chai nước hoa mà mình đánh giá rất là cao ở của nhà nước hoa này. Thông thường khi mà nhắc đến nhà nước hoa BVL này thì mọi người thường nghĩ đến những cái chai nước hoa mùa hè có sử dụng nốt hương nước biển, nhưng mà thực tế thì họ có một số những chai nước hoa mùi trà rất là xuất sắc, ví dụ như Bulgari Pure Home Soy, còn một chai nữa thì mình không nhớ. Ở chai nước hoa này thì cái lần đầu tiên mình ngửi thì mình tưởng rằng đây là cái mùi hương rất là nhẹ, bám rất là kém, thế nhưng mà thực tế thì hoàn toàn là ngược lại. Với cái sự kết hợp giữa trà và xạ thì nó có mùi hương nhẹ nhàng, thơm nhẹ và bám rất là dai dẳng. Rất là đáng tiếc thì nhà nước hoa này đã có cái thông tin là ngưng sản xuất chai nước hoa Bulgari Pure Home. Rất là đáng tiếc. Đây là một cái chai nước hoa mà rất là đáng giá. Cái số tiền mà chúng ta bỏ ra nó xứng đáng từng xu một. Nhưng mà hiện nay thì đã bị ngưng sản xuất và cũng khá là khó tìm chai nước hoa này. Nhưng tất nhiên rồi, nếu mà chúng ta muốn thì sẽ vẫn có thể sở hữu được mùi hương này. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho anh em một sản phẩm của nhà BVL. Tiếp nữa là sản phẩm của nhà Nichen và nó có tên là Oolong Cha. Với cá nhân của mình thì mình đánh giá chai nước hoa này thú vị hơn, hấp dẫn hơn với Hachivat, với Ani. Với quan điểm của mình ấy, thì mình đánh giá chai nước hoa này thú vị hơn với cái mùi trà có thể gọi là rất là tự nhiên. Chúng ta khi mà chúng ta ngửi, chúng ta không cảm thấy một cái gì đấy nó nhân tạo, nó không cảm thấy một cái gì đấy nó gắt, mà khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là tự nhiên và rất là mượt. Cộng thêm một cái điểm mạnh của nó nữa, đó là cái khả năng bám tỏa thì cực kỳ là kinh khủng. Khi mà nó tỏa ra, đối với cá nhân của mình ấy, mình cảm nhận thấy đây là cái mùi trà nó tỏa khá là mạnh, thế nhưng mà nó cũng rất là mượt. Đó, nó tỏa mạnh thế nhưng mà nó có cái độ vừa phải, nó không gắt, nó không gây khó chịu. Và đây, đối với mình, đây là một cái chai nước hoa rất xứng đáng để sở hữu Oolong Cha của nhà Nichen. Tiếp theo nữa, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Atelier. Đây là cái nhà nước hoa mà theo như cá nhân mình biết thì họ thường hay làm một cái mùi giống những cái chai mà có cái kiểu một mùi, ví dụ như mùi thuốc lá, mùi cam vân vân. Và đây thì mình giới thiệu anh em hai chai nước hoa có mùi trà. Chai đầu tiên đó là Atelier Oolong Infinity, mình không biết là mình phát âm có đúng hay không. Đây là cái chai nước hoa có cái nét tương đồng với Bulgari Pure Home. Khi mà mình mới xịt thì mình cảm thấy nó hơi chua một chút, nhưng mà về sau thì cái mùi trà nó
nó dry down xuống thì mình thấy nó có nét giống với Bulgari Pure Home, một cái mùi trà rất là nhẹ nhàng. Chai này thì mình cảm giác rằng nó chỉ hợp nhất là sử dụng mùa hè, đỡ thời điểm nóng. Bởi vì khi mà xịt vào cái ngày lạnh thì mình cảm thấy mùi nó rất là yếu. Mình không biết chai nước hoa này có sử dụng Aesir Super hay không, nhưng mình cảm giác là chai này là có. Còn tất nhiên là mình không rõ lắm. Tuy nhiên đây cũng là một cái trải nghiệm mùi hương khá là thú vị của nhà Antelier. Và chai thứ hai đó là Fintre. Mình không biết chai nào Fintre, okay, mình sẽ để ảnh ở bên cạnh. Đây là cái mùi hương trà đen rất là thú vị khi mà nó kết hợp cùng với một số những cái nốt nguyên liệu cay nồng. Rất là hay, rất là thú vị ở chai nước hoa này. Bởi vì nhà Bulgari có một cái sản phẩm khác, đó là Bulgari Pure Soil, cũng là một dạng kiểu trà đen. Thế nhưng mà đối với mình thì chai nước hoa của nhà BBL hơi quá tay đối với mình, nghĩa là nó hơi đậm mùi. Còn đối với mình, còn ở chai nước hoa Antelier này thì là hoàn toàn khác. Mùi nó mặc dù là trà đen và hơi cay nồng một chút, thế nhưng nó khá là dễ chịu khi mà ngửi. Do vậy, nếu như anh em nào muốn trải nghiệm một cái mùi trà nó không thanh mát, nó không nhẹ nhàng, mà mình muốn là nó phải đậm đà lên một chút, thì mình cho rằng Antelier Fintre Ceylon, không biết, chai này thật sự quá là khó đọc. Mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa khá là hay. Tiếp nữa đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic 78 Vintage Green. Đây là chai nước hoa kết hợp giữa... À không, phải nên nói rằng khi mà xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ có... Mình cảm thấy rằng một khu vườn có cây, có hoa, có lá, có cành, có xương, khá là một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thực tế thì mình cũng đã giới thiệu cho một cơ số các anh em thẩm mùi chai nước hoa này, và đa phần đều cảm thấy rất là hài lòng với mùi hương của 78 Vintage Green. Tất nhiên thì cũng có những người ghét, cái đấy là cái chuyện rất bình thường. Đến hoa hậu còn có người khen kẻ chê, thì một chai nước hoa không thể tránh được cái việc mà có người thích, có người không thích. Nhưng đây là một chai nước hoa xứng đáng đến từng xu chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu, với cái mùi hương trà rất là mượt mà rất là dễ chịu khi mà ngửi. Đó, một sản phẩm của nhà Banana Republic. Bây giờ chúng ta hãy nói hai nhà nước hoa có mức giá khá đắt đỏ, đó là Kilian Imperial Tea. Đây là một cái mùi hương có cái nốt rất là đơn giản, trà và hoa nhài. Và phải nói thật là mình đánh giá rất là cao mùi hương của Kilian này, chai nước hoa này, bởi vì mình khá là dị ứng với một số những cái sản phẩm khác của nhà Kilian có cái tên rất là dài, có cái tên rất là giật gân, nhưng mùi hương thì mình không cảm thấy nó tương xứng với cái tên dài của sản phẩm, mà mùi hương rất là cảm thấy rất là hơi xàm một chút. Nhưng với Kilian Imperial Tea thì một cái mùi hương rất là ok, phải gọi là rất là xuất sắc. Nhưng mà đáng tiếc, có hai điều đáng tiếc, đó là bám mùi, khả năng bám hiệu năng của mùi khá là kém. Và cái nữa là chai nước hoa này hiện giờ thì rất là khó tìm, và có tìm thì một cái giá rất là chát chúa. Đây là một cái điều khá đáng tiếc của chai nước hoa này. Nhưng mà nếu được thì anh em cũng nên cố gắng sở hữu Imperial Tea, một mùi hương trà với nhài rất là thú vị. Và cuối cùng là sản phẩm của nhà Creed, mà nó có tên là Silver Mountain Water. Ở chai nước hoa này thì nó có một cái nốt mà mình rất là ghét, đó là quả lý chua đen. Có nhiều anh em hỏi mình rằng mùi lý chua đen nó như thế nào, thì ở chai nước hoa này mình cảm thấy khá là rõ nét. Trà lý chua đen và một chút hơi nồng. Tuy nhiên mình vẫn, nếu mà để so sánh với ba sản phẩm gọi là khá nổi trội của nhà Creed, đó là Creed Aventus, Creed Silver Mountain Water và Creed Himalaya, thì phải nói thật là mình thích chai nước hoa này nhất, Silver Mountain Water. Mặc dù hiệu năng mùi của nó không được ok cho lắm, mình nghĩ rằng chỉ tầm 3 đến 6 tiếng, thế nhưng so với hai sản phẩm còn lại kia thì chai nước hoa này nó có những cái nét thú vị hơn, nó hấp dẫn hơn về mùi hương.
với cái mùi trà với hơi nồng, hơi gắt gắt một chút, mình nghĩ là như thế. Nhưng nói chung đây là một chai nước hoa khá là thú vị của nhà Creed và các anh em nên cố gắng sở hữu. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em một chút thông tin về nguyên liệu trà và một số chai nước hoa các anh em nên tham khảo để sở hữu. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video quan trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.